Thưa quý vị khán giả, nhân loại đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào tối qua theo giờ Việt Nam. Tại phiên toàn thể, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trí tuệ con người đã giúp thay đổi thế giới và cuộc sống con người. Song con người cũng chính là tác nhân gây ra nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, sự suy kiệt tài nguyên hay chế tạo các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhấn mạnh, lựa chọn ở hiện tại sẽ định hình tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giảm thiểu đầu tư nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí hủy diệt. Các nước lớn cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong nghiên cứu khoa học công nghệ để cùng phát triển. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa thế giới bước vào thời đại mới, kỷ nguyên phát triển mới tốt đẹp hơn, vì sự phát triển tiến bộ công bằng xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân khi chúng ta thống nhất nhận thức, cùng hành động, cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Việt Nam hoan nghênh những văn kiện được thông qua tại hội nghị và hy vọng những nội dung văn kiện sẽ được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Chúng tôi mong muốn Liên Hiệp Quốc với vai trò trung tâm điều phối các tổ chức quốc tế tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn, hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn trong mục tiêu ngăn ngừa hiểm họa đối với sự phát triển nhanh, bền vững của thế giới ngay từ ngày hôm nay. Việt Nam cam kết sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng thế giới hòa bình, phát triển, bình đẳng vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân loại. Hội nghị năm nay đã nhất trí thông qua văn kiện vì tương lai, văn kiện số toàn cầu và tuyên bố về các thế hệ tương lai. Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 sẽ bắt đầu từ ngày mai, ngày 24 tháng 9. Một số chủ đề quan trọng sẽ được nêu bật tại sự kiện này, dự kiến bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza, biến đổi khí hậu và cải tổ Hội đồng Bảo an. Nhóm họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, lãnh đạo, đại diện các quốc gia thành viên sẽ nêu bật quan điểm và tầm nhìn về những vấn đề nóng, tập trung tìm giải pháp cho những thách thức toàn cầu đan xen. Trước thềm sự kiện, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu bật những bước đột phá được kỳ vọng từ thỏa thuận vì tương lai. Trong đó có biện pháp quản lý công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, tiến bộ về cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, cam kết tăng nguồn lực hỗ trợ các nước đang phát triển đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.